Rất giống cái mắt, rất giống giống miệng, ai giống. Giống ai hả? Đồng diễn viên Hà Chí Tài. Nói rồi lúc mà nhìn cứ tưởng hình như là con rơi của chú mà. Chú anh chị và tất cả mọi người đến với video tiếp theo của em. Dạ thì hiện tại em đang có mặt tại Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Dạ trước mặt em là ngôi nhà của công tử Bạc Liêu mọi người. Dạ thì hôm nay Nghĩa có nghỉ không đi làm cho nên em cùng Nghĩa đi tới tham quan ngôi nhà của công tử Bạc Liêu cùng quê hương của Nghĩa luôn đó quý vị. Dạ hôm nay Nghĩa có nghỉ làm. Dạ giờ cùng với anh Quý dạ, cùng em đến công tử Bạc Liêu để tham quan. Dạ mời chú anh chị cùng vào bên trong. Dạ thì mời cô chú anh chị và tất cả mọi người đón xem buổi tham quan ngôi nhà công tử Bạc Liêu nha mọi người. Đó, bà con hàng xóm cô cũng biết là đang nổi tiếng là người giống Chí Tài đúng không ạ? Thì ở trong ngày hôm nay kia, cô bà hỏi trực tiếp luôn đó. Ở trong kia bà hỏi giống Lâm Chí Nghĩa quá kìa. Thấy giống nhiều không cô? Giống nhiều phần trăm. Cô nghĩ bao nhiêu phần trăm cô hả? Thì đó, tôi đi chè. Y chang luôn mà, đều là làm nghĩa mắc cỡ. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong tham quan, tại vì chắc là chụp hình được thôi chứ quay phim chắc không được. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong để tham quan cái căn nhà của công tử Bạc Liêu nha em. Ok. Em đi trước đi em. Đây là những cái hình ảnh đang diễn ra bên trong. Sao em cảm giác như thế nào em? Dạ. Cảm giác khi mình đứng ở trong cái ngôi nhà của công tử Bạc Liêu và thấy những cái vật mà giá trị từ ngày xưa thì em cảm giác như thế nào? Cảm thấy rất là đã. Rất là đã. Rờ thử đi em, tay rờ thử đi em ha. Giường đó là giường lạnh. Rờ thử coi. Cảm giác như thế nào? Rờ thử cảm giác như thế nào? Đây. Đây có lẽ là đồ đầu tiên chị Nghĩa đang chiêm ngưỡng là những điều là cổ nha. Đây là cái phòng của công tử Bạc Liêu nha quý vị. Đây giờ mình đi lên trên lầu luôn. Ok em đi lên lầu em. Đây quý vị thì đồng hành cùng với chị Nghĩa lên lầu. Giờ đồng hành lên lầu mình đi nha. Đây là bây giờ là em đang lên phòng ở trên lầu nha quý vị. Cũng có rất là nhiều rồi cô chú anh chị tham quan ngôi nhà công tử Bạc Liêu quý vị ạ. Đây quý vị ơi. Chị Nghĩa đang vào bên phòng ông hội đồng chạy tới quý vị. Trần Kinh Chi Ngộ, Trần Kinh Chi Ngộ, công tử Bạc Liêu, khởi nguồn năm 1942. Đi qua anh kia. Rồi, em đứng ở đây nha. Là em quay qua cho thấy. Phía đồng hành tỉnh Bắc Ninh, tôi xin mời phía đồng sẽ tham quan những hiện vật cuối cùng ở phía sau. Cho nên xin trả lại cho bạn bè nghe tiểu sử không? Mấy bạn em, mấy bạn ra quay phim á, vui lòng tắt. Cầm được không em? Ý là em chỉ là không chọn cái nút ra. Bây giờ, mấy giờ coi? Chào em đi. Nhìn qua thẳng máy quay luôn em. Ok. Quý vị ơi, hãy chờ em nhé, mời vào trong quay phim với chị, cô làm tôn trọng nhân viên ở đây là chị, mời vào quay phim nha.
hay thường đi tham quan những cái khu du lịch như thế này? Dạ chưa. À, ở Bạc Liêu mà chưa đi lên đây lần nào luôn anh? Dạ. Vậy là ngày hôm nay là đầu tiên luôn. Hôm nay là lần đầu tiên đi tham quan. Lần đầu tiên đi có thấy bỡ ngỡ không em? Dạ vâng ạ. Nhưng mà thấy ở trong đây có thú vị không? Dạ thú vị. Vậy cái cảm nghĩ của em có thể chia sẻ cái cảm nghĩ ngày hôm nay em được đi cùng với anh em không? Đi tới tận nơi và chứng kiến tận mắt và tay em sờ tới những cái vật mà ngày xưa, thì em có cái cảm nghĩ nào? Em cảm nghĩ của em là anh nhớ lại những ngày tháng trước đó của mình sinh ra. Em có hát, có được cái bài hát nào mà về Bạc Liêu không? Bạc Liêu em không có tới Bạc Liêu rồi. Đâu hả? Bây giờ mình đi tham quan chút xíu. Hướng dẫn viên đang hướng dẫn về những cảnh cũng như là những cổ vật trong ngôi nhà của tử Bạc Liêu với quý vị ạ. Đây là phía trên những nhìn xuống của ngôi nhà của công tử Bạc Liêu với quý vị ạ. Là trước mặt ngôi nhà thì là có một con sông quý vị. Rất là đẹp quý vị ạ. Đây cũng là lần đầu tiên em tới ngôi nhà của công tử Bạc Liêu luôn quý vị ạ. Sẵn vô nhà em chỉ nghĩa sẵn gần đây thì em ghé em cũng tới tham quan cho biết ngôi nhà của công tử Bạc Liêu như thế nào. Hôm nay không phải là cuối tuần mà cũng có rất là nhiều cô chú đến tham quan ngôi nhà của công tử Bạc Liêu quý vị ạ. Khung cảnh trong ngôi nhà của Bạc Liêu cho quý vị xem nha. Rất là nhiều cô chú anh chị đến. Ngôi nhà của công tử Bạc Liêu được chăm sóc rất là kỹ càng quý vị ạ. Vào bên trong thì rất là mới luôn quý vị ơi. Mọi đồ vật xung trong ngôi nhà của tử Bạc Liêu quý vị thì được ngăn lại quý vị, không cho leo lên hay là ngồi ở trên đó mọi người. Có rất là nhiều đồ cổ trong ngôi nhà của tử Bạc Liêu quý vị ạ. Đó quý vị thấy không? Rất là đẹp quý vị ạ.
thấy mà giờ chụp trong bữa tăng tâm về quen nuôi cái đó là không có bao rác nó bao lá cải gì, thấy cảm giác như thế nào khi mà họ đăng tin tầm bậy như vậy? Giống hết rồi nha. Là hậu vệ của Chí Tài. Mặt anh nhìn có mặt đang chụp hình nha tôi nghe. Dạ anh ơi, anh đứng đó chờ em, xin hỏi vài câu nhé. Dạ cũng mất một xíu thời gian của anh thôi. Dạ khi mà anh thấy hình ảnh của em Chí Nghĩa này thì nó giống cái mắt, nó giống giống ai không? Giống ai ạ? Giống như Hà Chí Tài. Dạ thì như anh cảm nhận thì khi mà anh thấy hình hài của em Nghĩa này á thì bao nhiêu phần trăm là anh cảm thấy giống nhất ạ? Nói rồi lúc mà nhìn cứ tưởng hình như là con rơi của chú mà chú lại không có biết là chú mà ca sĩ Thanh Loan là không có con, nhưng mà tôi tưởng là chắc là nghệ sĩ thì nhiều lúc họ bay bướm nhỡ đâu lại đi phải về hỏi lại đúng không? Dạ. Nhưng mà thằng Tắc xác nhận ra là không phải là do chú Chí Tài không có bay bướm. Chú Chí Tài rất là giống người, giống từ cái mắt với cái mồm đó. Từ cái mắt với cái mồm tròn. Nếu mà khi mà thiếu một cái thứ gì nữa là giống được hết luôn anh ha. Mà tướng vậy, cái tướng ông cũng cũng để cứ giống luôn vậy Chí Tài mà. Rất là nhiều cô chú anh chị rất tầm tù khi Chí Nghĩa tới ngôi nhà của công tử Bạc Liêu quý vị ạ. Em có cảm giác như thế nào khi mình sử dụng, mình ngồi lên cái ghế này như thế nào? Em thấy nó tuyệt vời, mát mẻ. Cảm giác mát đúng không? Dạ. Không biết dùng chất liệu gì mà ngồi lên cảm giác rất là mát. Như em hồi nãy giờ khán giả cũng có rất là nhiều người hâm mộ em cũng như tìm kiếm em, thì em có cảm giác như thế nào khi mà mình được nhiều người biết đến? Vừa sợ mà cũng thấy trong lòng vui. Em thấy có hồi hộp. Dạ hồi hộp. Hồi hộp lắm. Trong khi đây anh đang phỏng vấn em đây, em còn hồi hộp nè. Nói chung là mình cứ phải tự tin lên em. Mình đi đâu anh thấy em có hơi buồn, giống như người ta nói là con rơi Chí Tài hay con cũng Chí Tài gì đó, em có buồn không? Chị buồn. Nói thì cũng buồn. Buồn đúng không? Dạ. Ví dụ bây giờ cái chị với heo chị định nhận em làm con nuôi thì như thế nào? Dạ. Có thể em thì không quan trọng đúng không? Em chỉ việc là bây giờ là mình sinh sống cùng gia đình, mình phụ cha mẹ thôi đúng không? Dạ. Mình cũng cố gắng như vậy đi. Trước đây có tiểu phẩm hài mà anh em mình cũng làm á. Dạ. Cũng quý khán giả cũng rất là hâm mộ cũng như là rất thích cái biểu cảm của em khi mà em đóng phim, nó rất tự nhiên và kiểu như hiền hậu á, giống như nghệ sĩ Tài á. Thì em có cảm giác khi mà khán giả yêu cầu là mình làm thêm video nữa, em có muốn làm không? Dạ, nếu các cô chú với anh chị nếu muốn Nghĩa làm thì cố gắng hết sức. Dạ, đúng không? Dạ. Ok. Rồi cái buổi đó gặp, cái buổi mà đến mình, khi mình đến nhà của công tử Bạc Liêu ngày hôm nay, em thấy với trải nghiệm thực tế của mình khi mình đi xung quanh căn nhà của công tử Bạc Liêu thì mình thấy độ giàu của công tử Bạc Liêu như thế nào em hả? Em cũng không biết nói là thế này. Em cũng không biết nó là thế nào luôn. Bây giờ mình là lần đầu tiên mình đến đây mà. Ok. Ủa, Nghĩa cho anh hỏi em cùng quê với công tử Bạc Liêu luôn mà lần đầu em tới này luôn em? Dạ đúng.
tại là hồi giờ em chưa đi là xa xôi là do sao mình chưa đi em? Dạ em tại mình chưa đi. Bởi vì công việc nhà của mình thì cũng mình cũng làm việc mà. Tức là từ nhỏ tới lớn em chưa tới đây một lần nào không? Dạ dạ. Phải không?
sướng sướng nha anh, sướng nha. Còn mèo vú rồi, mèo vú rồi, mèo mèo áo rồi. Khỏi cho đó lòi nè ơi, gắn dòng tóc biến của con nghe vẫn rõ đó. Tiếp biết từ alo alo cái đi. Ngồi luôn.